Người sống tình cảm là người như thế nào? Nghe nhá. Số 1, người sống tình cảm là người luôn sống chân thật với người khác, luôn dốc hết lòng mình ra để giúp đỡ người khác nên nhiều khi sẽ nhận lại phần tổn thương về mình. Số 2, người sống tình cảm là người luôn sợ mất lòng người khác, có chuyện gì cũng chỉ giấu cho riêng mình. Số 3, người sống tình cảm là người hay cười nhưng trong lòng thường rất cô đơn. Số 4, người sống tình cảm là người luôn lo nghĩ cho người khác, ít suy nghĩ về phần mình nên nhiều khi sẽ nhận về phần thiệt thòi. Và số 5, người sống tình cảm là người sống rất nặng tình. Khi đã xác định yêu thương ai đó thì họ thường dốc hết lòng hết dạ để yêu thương. Thậm chí nếu mối tình có lỡ dở thì họ cũng phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể bình thường được. Bạn có phải người sống tình cảm không? Hãy comment xuống bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha.